Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Bản tin hôm nay sẽ có những thông tin chính đáng chú ý sau đây. Chiến thắng Điện Biên Phủ, chiến thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Thanh Hóa tăng cường các biện pháp phòng chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn. Thưa quý vị và các bạn, cách đây 70 năm, trải qua 56 ngày đêm chiến đấu anh dũng với ý chí quyết chiến quyết thắng, quân và dân ta đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Với phương châm tác chiến, đánh chắc, tiến chắc, trong 56 ngày đêm của chiến dịch, bộ đội ta đã tiến công tiêu diệt lần lượt từng cứ điểm, từng trung tâm đề kháng của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, bao vây và buộc địch phải đầu hàng vào chiều ngày 7 tháng 5 năm 1954. Chiến dịch Điện Biên Phủ, trận quyết chiến chiến lược diễn ra ở xa hậu phương, nơi có địa hình giao thông rất khó khăn. Trước thử thách đó, với bản lĩnh trí tuệ và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, sức mạnh tổng hợp của cả hậu phương và tiền tuyến đã được phát huy cao nhất, kịp thời cung cấp đầy đủ mọi yêu cầu về lương thực, thực phẩm, trang bị, vũ khí trong suốt quá trình diễn ra chiến dịch. Thời gian mà chuẩn bị chiến đấu cũng như là chiến đấu thì tất cả là chiến sĩ quân đội Việt Nam nói chung từ các đơn vị hậu phương cũng như tiền tuyến là quyết tâm rất cao, là tất cả cho tiền tuyến, cho nên ở đồng bào thì là góp sức góp công bằng cơm áo gạo tiền, còn bộ đội á, thì là ra sức tập luyện, rồi thì là khi mà chiến đấu á, thì là đưa hết cái chiến thao lược của mình theo cái sự chỉ huy của cấp trên. Nhà nước này người ta cứ mang cái lương khô đến là bắt đầu là chúng tôi được cấp dưỡng là chỉ có hàng ngày là đi ra rừng là cách cái rau trồng bay mới cách rau ăn được nó về nấu cho anh em ăn, đào hầm lên để thủ cơm, không dám thủ vào bên ngoài ở trên mà tây nó thấy khói nó bắn chết. Sau 70 năm, tinh thần đoàn kết dân tộc, tự lực tự cường, ý chí quyết chiến quyết thắng của quân và dân trong chiến thắng Điện Biên Phủ năm xưa luôn được các thế hệ kế thừa và phát huy trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Sáng nay ngày 7 tháng 5, Ủy ban Nhân dân thành phố Sầm Sơn đã tổ chức lễ tuyên dương và trao thưởng giáo viên, học sinh có thành tích cao trong kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, cấp tỉnh năm học 2023-2024. Năm học 2023-2024, thành phố Sầm Sơn có 12 học sinh đạt giải tại kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, trong đó có 11 em đang học tại trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn và một em là học sinh trường Trung học phổ thông Chu Văn An. Đối với kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh bậc trung học cơ sở, thành phố Sầm Sơn có 60 trên 90 học sinh dự thi đạt giải, xếp thứ 9 trên 27 huyện, thị xã, thành phố. Khối trung học phổ thông có 96 trên 134 học sinh tham gia dự thi đạt giải, xếp thứ 10 trên 89 trường trung học phổ thông công lập của toàn tỉnh. Tại lễ tuyên dương, đại diện lãnh đạo thành phố Sầm Sơn đã trao tặng giấy khen và phần thưởng cho 47 giáo viên có thành tích xuất sắc trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, 12 học sinh có thành tích xuất sắc trong kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, 156 học sinh đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh năm học 2023-2024. Sáng nay ngày 7 tháng 5, huyện Lang Chánh đã tổ chức hội nghị tổng kết cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn giai đoạn từ 2021 đến 2023 và phát động cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện trong 2 năm 2024-2025. Từ năm 2021 đến năm 2023, huyện Lang Chánh đã xây dựng mới, sửa chữa được 101 căn nhà đại đoàn kết từ nguồn quỹ vì người nghèo với tổng trị giá trên 5 tỷ đồng, xây mới và sửa chữa 690 căn nhà từ nguồn quỹ chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo với số tiền 19,7 tỷ đồng cho các hộ gia đình chính sách khó khăn về nhà ở, hộ nghèo, hộ thiên tai, bão lũ, hỏa hoạn. Tại hội nghị, các cán bộ đảng viên, công chức viên chức, người lao động và các doanh nghiệp đã ủng hộ được 356 triệu 800 nghìn đồng hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện. Huyện Lang Chánh phấn đấu đến ngày 30 tháng 9 năm 2025, vận động hỗ trợ xây dựng ít nhất 1.350 căn nhà cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện. Trong đó, năm 2024, phấn đấu vận động hỗ trợ xây dựng mới được ít nhất 468 căn, sửa chữa 617 căn. Năm 2025, phấn đấu hỗ trợ xây dựng mới được ít nhất 188 căn, hỗ trợ sửa chữa 77 căn cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách,
hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn. Sáng nay ngày 7 tháng 5, Ủy ban Nhân dân huyện Thiệu Hóa tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Trên cơ sở đánh giá dự báo tình hình thời tiết năm 2024, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn huyện Thiệu Hóa sẽ chỉ đạo kiện toàn Ban Chỉ huy từ huyện đến xã, thị trấn, các cơ quan đơn vị, phân công giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên theo quy định, tổ chức lực lượng chuẩn bị vật tư phương tiện hậu cần theo phương án 4 tại chỗ, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi kiến thức, kinh nghiệm về phòng chống bão lụt và siêu bão, mưa lớn, hạn hán cho cộng đồng dân cư. Bên cạnh đó, huyện Thiệu Hóa cũng đã triển khai phương án sản xuất vụ thu mùa năm 2024 với mục tiêu chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu giống và thời vụ theo hướng tăng tỷ lệ lúa chất lượng cao, chủ yếu bằng các giống ngắn ngày, kháng bệnh, xây dựng các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, tích tụ tập trung đất đai, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị khách hàng về cung ứng điện, quản lý nhu cầu điện và tiết kiệm điện năm 2024. Công ty Điện lực Thanh Hóa đã cung cấp cho khách hàng kế hoạch cung ứng điện, phương án đảm bảo điện mùa nắng nóng năm 2024, chương trình quản lý nhu cầu điện DSM, chương trình điều chỉnh phụ tải DR, các biện pháp tiết kiệm điện, thỏa thuận khách hàng tham gia dịch chuyển phụ tải sản xuất trong các khung giờ cao điểm trong các tháng 5, 6, 7 và sẵn sàng vận hành máy phát điện diesel khi khó khăn hệ thống nguồn cung ứng điện. Tại hội nghị, các doanh nghiệp đề nghị ngành điện tiếp tục quan tâm đầu tư lưới điện, đảm bảo nguồn điện chất lượng liên tục phục vụ sản xuất kinh doanh, đồng thời đề xuất kiến nghị ngành điện có sự điều chỉnh linh hoạt, phù hợp với thực tế và thêm nhiều chính sách khuyến khích hơn nữa trong việc tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải DR để cùng nhau hợp tác hiệu quả. Công ty Điện lực Thanh Hóa mong muốn tiếp tục nhận được sự chia sẻ, ủng hộ của các cấp chính quyền địa phương, các khách hàng trong việc sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Tiếp tục đồng hành cùng ngành điện để dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch, Quảng Bình đến phố nối Hưng Yên về đích đúng thời hạn, giúp nâng cao khả năng truyền tải điện từ miền Trung ra miền Bắc ngay trong mùa hè năm nay. Thanh Hóa hiện có khoảng 26 triệu con gia cầm. Với tổng đàn lớn, nếu dịch cúm gia cầm xảy ra, thiệt hại về kinh tế rất lớn. Do vậy, các địa phương, hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh. Thanh Hóa có tổng đàn gia cầm lớn, nhưng chăn nuôi nhỏ lẻ chiếm 78%, nên nguy cơ dịch bệnh cúm gia cầm phát sinh và lây lan rất cao. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y, chính quyền các địa phương tăng cường quản lý các hoạt động vận chuyển, buôn bán, giết mổ gia cầm, kiểm soát nguồn giống, tiêm phòng đợt 1 và tiêm phòng bổ sung cho số gia cầm mới phát sinh. Các địa phương tăng cường hướng dẫn người nuôi, chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, đảm bảo an toàn dịch bệnh. Đến nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã phân bổ 16.650 lít hóa chất sát trùng cho các huyện, thị xã, thành phố để thực hiện tháng tổng vệ sinh, khử trùng tiêu độc phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm đợt 1 năm 2024. Tại Thanh Hóa, mặc dù chưa có ổ dịch nào phát sinh, nhưng không vì thế mà các địa phương hộ chăn nuôi chủ quan lơ là trước nguy cơ xảy ra dịch bệnh. Khi phát hiện gia cầm bị ốm chết, phải báo ngay với cán bộ thú y, tuyệt đối không được bán chạy, bán tháo hoặc vứt xác gia cầm bệnh ra ngoài môi trường để hạn chế sự phát sinh và lây lan dịch bệnh. Theo dự báo Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, từ nay đến tháng 6 năm 2024, mực nước trên các sông biến đổi chậm theo xu thế xuống thấp dần và ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng kỳ. Dòng chảy trên các sông suối tiếp tục giảm dần và có khả năng thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng kỳ từ 15 đến 40%. Mặn có thể xâm nhập sâu vào nội địa và độ mặn có khả năng ở mức cao hơn so với trung bình nhiều năm. Để hạn chế thiệt hại đối với sản xuất và đời sống của nhân dân, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các sở ban ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến và dự báo về thời tiết xâm nhập mặn, nắm chắc thông tin về nguồn nước để cập nhật phương án kế hoạch phòng chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn phù hợp. Trường hợp xảy ra thiếu nước, phải ưu tiên cấp đủ nước cho sinh hoạt, tưới cho cây lâu năm có giá trị kinh tế cao và các nhu cầu thiết yếu khác. Tổ chức rà soát, xác định các khu vực có nguy cơ xảy ra thiếu nước sinh hoạt để chủ động có giải pháp bảo đảm cấp nước sinh hoạt cho nhân dân, không để người dân thiếu nước. Các sở ban ngành cấp tỉnh và các đơn vị liên quan khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp, hiệu quả nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn gây ra. Bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.